Tại thành phố Hồ Chí Minh có một ngôi miếu nước phun trào suốt hơn 200 năm không bao giờ ngừng chảy. Miếu mạch nước tọa lạc tại xã Thới Tam Thôn. Ở đây có thờ một vị thần, đó chính là Thủy Long Thánh Mẫu, là một vị thần cai quản vùng sâu nước kênh rạch Gò Nổi và cũng chính là vị thần bảo hộ nguồn nước tại nơi đây. Mặc dù xung quanh thì không có sông hay là suối hồ nước lớn nào, tuy nhiên mạch nước ngầm tại nơi đây cứ thế phun trào suốt hàng trăm năm qua. Và người dân cho rằng đây là long mạch chính của vùng đất này và cũng là lộc của vị Thủy Long Thánh Mẫu ban cho người dân nơi đây. Tăng 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 tăng. Nên hàng ngày thì bà con thay phiên nhau đến đây dùng nước để rửa mặt này, uống này, cầu mong cho mình có một thân thể an khang, minh mẫn và chữa được bệnh nha các bạn. Cầu cho được cái này thông minh hơn, đẹp trai hơn. Không biết cái là gia đình là... cô là có bao nhiêu chuyện là cô hầu như cô gục ngã là cô không thể vượt qua được đó. Nhưng mà cô về đây cô lại mẫu thì cô thấy rằng cái điều cô xin cầu được ước thấy.